Dân biểu đảng Cộng hòa Mario Diaz Ballard của tiểu bang Florida đã trở thành thành viên đầu tiên của Quốc hội Hoa Kỳ dương tính với virus SARS-CoV-2. Thông báo của văn phòng dân biểu Mario Diaz Ballard cho biết, vào cuối tuần qua, ông Diaz Ballard đã có các triệu chứng như là sốt và đau đầu và cách đây ít giờ ông đã được thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Dân biểu Ballard gửi tweet cho biết ông cảm thấy tốt hơn nhiều nhưng kêu gọi công chúng hãy cảnh giác trước loại virus nguy hiểm này dân biểu Diaz Balad viết trên Twitter như sau. Mọi người nên quan tâm nhiều đến dịch bệnh này và làm theo hướng dẫn của CDC nhằm tránh nhiễm bệnh và làm chậm đà lây lan của virus. Không lâu sau đó, dân biểu Ben McAdams thuộc Đảng Dân Chủ, tiểu bang Utah, cũng gửi tweet cho biết ông cũng nhiễm COVID-19. Dân biểu McAdams cho hay, lần đầu tiên ông cảm thấy có triệu chứng là vào thứ Bảy tuần trước sau khi từ Washington về và làm xét nghiệm vào ngày thứ Ba. Ông nhận kết quả dương tính vào thứ Tư. Diễn biến đáng lo ngại này cho thấy thách thức mà các nhà lập pháp đang phải đương đầu khi vừa phải tìm cách ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trên toàn quốc mà vừa phải thực hiện các bước để tránh lây lan trong quốc hội. Cho đến nay, ít nhất 14 dân biểu và thượng nghị sĩ khác đã công bố các biện pháp tự cách ly sau khi tiếp xúc với một người bị nhiễm COVID-19.